chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Phía bắc gió đông đến đông bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió đông nam đến nam cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Chương trình dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.